Lũng con, cha già rồi, thân như cành củi mục, trôi dạt hoài, biết còn được bao lâu. Rồi sau này con sẽ sống ra sao khi cha không còn nữa? Còn thằng Sáu, ngày mai cháu đã phải lên đường về Phước An, nên bác muốn nói với cháu chuyện này. Trên con đường kháng chiến, cháu hãy đưa con Lượm đi cùng. Nếu như cháu thiệt lòng thương nó như cháu đã thổ lộ với ta. Cha, sao cha nói vậy? Con không đi đâu hết á. Ấy, con đừng khóc. Con biết là cha cũng rất buồn nếu như con không còn ở bên cạnh cha nữa. Nhưng cha sao nỡ nhìn cuộc đời con cứ lặng lẽ trôi mãi như vậy. Lượm, nước chảy về xuôi con à. Con còn cuộc đời của con, còn mối thù của cha mẹ con, anh con cần phải trả. Cha, đi đi con. Cha, bác Năm, cho con được kêu bằng tiếng cha mà con không còn được gọi từ khi cha con mất. Con không bao giờ quên ơn cha đã cứu mạng và những gì cha đã làm cho hai đứa chúng con. Hai con đi đi. Sau khi mặt trận số 4 tan vỡ, theo dòng các con sông, các lực lượng vũ trang rải quân ra đóng khắp các địa bàn hiểm yếu, hùng cứ mỗi phương riêng rẽ. Bộ đội Chánh Hưng của ông Tám Mạnh và Hai Vĩnh rút về vùng Bà Trao núi Nứa. Bộ đội Phú Thọ của Bảy Diễn đóng ở cầu Sáng Đức Hòa. Bộ đội Mười Trí lập căn cứ Vườn Thơm. Còn bộ đội Bình Xuyên của Ba Dương đóng quân tại vùng Phước An Nhân Trạch. Địa thế trải dài từ rừng Dòng ăn xuống rừng Sát. Tới tạm gác rồi thầy ơi. Con nói với anh em cho mình được gặp anh Mười. Dạ.
Tắm vô bến. Chờ tôi một chút ngang, để tôi lên báo với anh Mười. Để anh Mười ra đón, nói chị Hai lo trà nước mời khách nghe. Dạ. Dạ thưa thầy, anh Mười ra tới. Anh Mười, bấy lâu nay tôi cứ bồn chồn lo lắng cho thầy, thì không ngờ lại được đón thầy ở đây. Từ lúc chia tay ở Bộ Tư lệnh Hải quân Nhật, tôi vẫn dõi theo anh Mười, nên mới biết anh lập bộ đội Bà Quẹo rồi về tới Vĩnh Lộc này. Mời thầy Tư vô nhà. Thưa, mời thầy Tư uống nước. Cảm ơn chị Mười. Sắp nhỏ có khỏe không chị? Dạ, mấy đứa nhỏ khỏe. À, bà xuống kêu sắp nhỏ lên thưa thầy Tư. Dạ. Khi mặt trận số 2 bắt Tây Bắc Sài Gòn bị rã, tôi cùng anh em rút về Vĩnh Lộc này đóng quân. Lúc đầu lạ nước lạ cái, khó khăn dữ lắm. Nhưng rồi nhờ bà con đùm bọc nên mọi thứ cũng đâu vô đó. Căn nhà này cũng là bà con ở đây nhường cho bộ đội làm cơ quan. Vợ chồng tôi cùng sắp nhỏ ở nhà sau. Còn anh em bộ đội thì đóng rải rác ở nhà dân. Dạ, con thưa thầy Tư. Con thưa thầy Tư. Ờ, thằng lớn tên là Ly, còn thằng nhỏ là Ri. Ri, con tới đây. Con há miệng ra coi. Thầy Tư cho con đó. Cảm ơn thầy Tư đi con. Con cảm ơn thầy Tư. Ừ. Thầy Tư nghỉ một chút cho khỏe, rồi mời thầy dùng cơm. Chị Mười thiệt chu đáo. Cảm ơn chị. Dạ xin phép thầy Tư. Dạ, mời thầy Tư. Khi cái tai làm thì cái đầu phải chịu. Chứ biết sao anh Mười. Ai đời xưng là nghĩa quân hòa hảo, mà trong tín đồ họ là truyền miệng câu hát ghẹo như vậy. Muốn vào ở với cậu, muốn nhậu về ông Năm, muốn nằm về ông Nguyễn, muốn kháng chiến theo nghĩa quân. Mà cậu, ông Năm, ông Nguyễn chính là hai ngoán, năm lửa, ba ngộ và ba cục, toàn những đệ tử sát cánh. Tín đồ họ cười chê sự chia rẽ, mà cũng phải thôi,
Mỗi tướng tự rút quân về xứ, lập văn phòng chỉ huy riêng rẽ. Nước non ta vợ bởi vì đâu, riêng một ta mang nặng khối sầu. Lọc những hiến thân mưu độc lập, nào hay tai họa ập lên đầu. Thầy Tư rắp tâm chống Pháp, nên Pháp coi thầy Tư là đối tượng. Nhưng những xáo trộn ở miền Tây thì có khác nào là đã vô tình làm tan vỡ sự thống nhất khi đất nước vừa giành được độc lập. Phải rồi, lúc đó tôi đã đặt nặng quyền lợi của đạo. Thầy Tư một lòng yêu nước đánh tay, rồi mọi người sẽ hiểu tấm lòng của thầy. Tôi đã nói với thầy Tư ở tạm để ít lâu, cùng với anh em và vợ chồng mình. Vợ chồng mình làm gì giúp được thầy Tư thì giúp. Con người ta mà. Ông bà mình nói, sông có khúc, người có lúc. Bà nói phải. Lúc người ta hoạn nạn mà mình không ra tay giúp thì mình dạy con cái làm sao? Với lại thầy Tư vẫn là người nuôi chí đến tay mà. Thôi, ông đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Không được vô, tôi đã nói với cô rồi. Làm ơn đi chú lính, tôi lại chú mà. Thôi, vậy đi. Làm ơn cho tôi gặp ông Bãi. Tôi nói không là không, cô đừng có năn nỉ vô ích. Chú làm ơn, nói giúp giùm tôi một tiếng thôi mà. Cô này kỳ không? Nếu tôi nói được, tôi nói giùm cô rồi. Làm ơn đi chú. Không được đâu cô ơi. Đi về đi. Làm ơn đi chú, tôi năn nỉ chú mà.
Có chuyện gì vậy Tám? Dạ, cô này đòi vô cho được. Để gặp anh Bãi. Cô là ai mà muốn gặp tôi? Dạ, cổ xưng cổ là con gái của ông hội đồng đóng. Cho cô ta vô. Cô ngồi xuống đây uống nước. Dạ. Ông cứ để em đứng vậy. Chuyện ông hội đồng tôi đã có nghe. Nhưng cô biết, trong hoàn cảnh kháng chiến, việc đóng góp nuôi quân đánh giặc là chuyện hệ trọng. Sao cha cô lại chối từ? Chỉ có Diệt Giang mới làm như vậy. Ông ơi, quan cho cha em lắm. Cha em đã già. Tôi làm hội đồng từ lâu rồi. Cha em thành tâm mong cho nước nhà độc lập. Từ đầu kháng chiến, cha em đã góp hết của cải theo lời kêu gọi của quỹ ban hành chánh. Nhưng từ khi về đóng quân ở đây, ông Năm B đòi cha em phải nộp cho đủ 5.000 đồng. Gia đình em còn biết lấy đâu ra mà đóng góp nữa. Vì vậy, ông Năm B kết tội Diệt Giang và cho bắt cha em giam cầm. Nhà chỉ còn hai cha con. Ông Bãi, xin ông thương tình, thương cho hoàn cảnh của cha em đang bệnh hoạn. Ông Bãi, nghe cô nói, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thôi được, chuyện này tôi hứa sẽ giải quyết. Ông sẽ thả cha em về chứ? Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô. Dạ, em tên Lúa. Cô Lúa, tôi hứa với cô. Dạ, cha con em mang ơn ông suốt đời. Thôi cô Lúa về đi. Dạ. Thuốc con vừa sát xong, cha uống cho nóng. À Lúa nè, họ kết tội cha là Diệt Giang, tại sao lại chịu thả cha ra? Nhờ ông Bãi đó cha. Con thưa hết chuyện, ông mới thương tình hoàn cảnh cha con mình. Thôi, tai qua nạn khỏi rồi. Cha uống thuốc đi cha. Thưa, ông là ông cựu hội đồng tên Đống phải không? Dạ phải. Các ông tìm tôi có chuyện chi? Thưa, có món quà của ông chỉ huy Lê Văn Diễn gửi cho ông.
Mời các ông uống nước. Cảm ơn. Nhiệm vụ chúng tôi chỉ có vậy. Xin phép ông, chúng tôi về. Chào ông. Dạ. Con mở ra đi. Chị đưa đây hơn trời. Có thơ nữa nè cha. Còn đọc coi họ muốn gì. Kính thưa ông hội đồng, vì Diệt Quân bận rộn nên tôi không thể đích thân tới gặp ông được. Xin ông thứ lỗi, tôi chỉ xin ngắn gọn vài lời. Tôi thật lòng ái mộ cô Lúa, ái nữ của ông. Xin ông nhận cho món quà nhỏ này, thay cho lời cầu hôn chính thức của tôi với cô Lúa. Ký tên Lê Văn Diễn, chỉ huy trưởng bộ đội Phú Thọ. Con nghĩ sao? Ông chỉ huy này từ là một tư cướp, lại dù tài tiên trong chuyện thê thiếp. Lúa, cha già rồi, thân đầu tiếc con. Nếu còn hỏng ưng, dù có chết, cha cũng không ép duyên con. Cha ơi, con chỉ còn có một mình cha thôi. Má! Má ơi! Má. Dạ, Năm Cò. Dạ. Anh em chuyện đây. Dạ. Dính trong phục kích này, thế nào năm mai tụi tay cũng mở trận càng quét lại. Nói anh em lo vũ khí đạn dược, lúc nào cũng phải sẵn sàng. Dạ. À nè, cái hầm để tránh máy bay cho thầy Tư, anh em đào xong chưa? Xong rồi anh Mười.
Có anh em nào bị thương nặng không ông? Chỉ đạn gãi da thôi, bà đừng lo. Chừng nghe tiếng súng nổ rộ ở bển, má con tôi hồi hộp quá chừng. Có chồng bộ đội thì phải tập nghe súng cho quen đi chứ. Hồi hộp hoài, má nó chịu sao nổi. Tánh ông hay y lắm, không lo sao được. À, chị Bảy, từ Đức Hòa mới lên đó. Vợ Bảy Diễn à? Bảy Diễn là sao không? Không sao hết. Chị Bảy lên đây có chút chuyện cần nói với ông. À. Ông uống nước. Chị ngồi nói chuyện với ổng, tôi đi bắt nồi cơm. Rồi chị ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi luôn thể nghe. Cảm ơn chị Mười. Chị Bảy uống nước đi. Dạ. Tánh tình của anh Bảy, tôi biết. Anh rất nể trọng anh Mười. Anh coi anh Mười là bạn chí cốt. Nên thiệt tình tôi mới lên đây. Có chuyện gì xin chị Bảy cứ nói. Tôi rầu lắm anh Mười à. Anh Bảy là sắp lấy vợ nữa. Trời, việc quân binh lo không hết, sao anh còn rảnh hơi cưới thêm vợ nữa? Mà chuyện năm thê bảy thiếp cũng chỉ một phần thôi. Tôi nói là nói cái cách ông đi hỏi người ta kìa. Ông lấy súng làm vật sính lễ thì bằng như ép người ta chứ cưới hỏi gì nữa. Rồi còn chuyện thu tiền nuôi quân, đám em út của ổng mượn danh nghĩa bộ đội cách mạng hành dân quá thể, bà con quán trách dữ lắm. Anh Mười, ổng cứ dung dưỡng vậy thì dân nào còn tin bộ đội, tin kháng chiến nữa. Chị Bảy, tôi hiểu cái lo của chị. Để rồi tôi liệu tìm cách nói với anh Bảy.